Tập 40. Nhược Thu, đúng là em rồi. Là em. Nào, danh tự anh có biết không? Khi ở bên anh là lúc em hạnh phúc nhất. Hãy yên tâm đi làm việc của anh đi, không cần lo cho em. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Em vẫn còn nhớ câu chuyện mặt trăng và cát gì sao mà anh kể cho em nghe. Nói mặt trời đó vì muốn ở bên mặt trăng mà đã biến thành rất nhiều ngôi sao. Em muốn nói với anh, em cũng nguyện làm mặt trời của anh, biến thành rất nhiều ngôi sao bên cạnh anh. Để anh. Em cũng nguyện làm mặt trời của anh, biến thành rất nhiều ngôi sao bên cạnh anh. Nhược Thu, bây giờ ba anh em chúng ta đều đã đi trên con đường đúng đắn, vĩnh viễn không được phụ tín ngưỡng và tổ quốc. Ba anh em chúng ta tim liền tim, vì một mục tiêu chung, vì sự yên ổn của tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Hãy đi theo đảng cộng sản, hãy diệt sạch kẻ thù, lập nên một thời đại mới.
Anh cả, sao vậy? Anh cả. Đại ca, anh phải cố gắng lên. Đại ca, hãy nghĩ đến đồng niệm. Cô ấy không thể chết một cách vô ích. Vì cô ấy, anh hãy cố gắng lên. Đại ca, anh hãy cố gắng lên. Anh hãy nghĩ đến chị dâu. Cố gắng lên. Đại ca. Anh cả. Đại ca. Anh cả. Không sao, không cần lo. Chút nữa là ổn thôi. Anh ấy đã dùng hết sức rồi. Anh cả. Hồng Nhược Thu. Đây là tranh mà em dạy anh vẽ. Em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Không được nhìn, anh vẽ chưa xong. Không được xem.
Anh cả. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Hãy trói tôi lại. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Xem ra tôi phải ở lại đây một thời gian. Vì sao chứ? Tuy rằng cậu đã cai thuốc phiện, nhưng vẫn phải bồi dưỡng một khoảng thời gian. Thật sao? Anh cháu đã cai được thuốc phiện rồi. Tốt quá rồi. Chú Kiều, cảm ơn. Danh tự đâu? Hồng Nhược Thu. Lời mà Nhược Thu viết cho cậu, tôi xem rồi. Cô ấy thực sự hiểu cậu. Đúng vậy. Hiểu được cặn kẽ từng suy nghĩ dụng dặt. Cho nên cô ấy đã nói với cậu nên làm như thế nào? Anh tỉnh rồi à? Tỉnh rồi. Tôi cũng đã tỉnh rồi.
Chú Triều, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu trong khoảng thời gian gần đây, để cháu có thể được làm người một lần nữa. Đây không phải là công lao của chú, là của cô ấy. Cái giá này quá lớn rồi. Đây là sự lựa chọn của cô ấy. Cháu không có năng lực, cũng không có tư cách để chọn thay cho cô ấy. Sáng sớm ngày mai chú sẽ đi. Chú Triều, cháu muốn nhờ chú giúp cháu một việc cuối cùng. Chuyện này nhờ chú rồi, chú Triều. Cháu yên tâm đi. Anh cả, xe ngựa chuẩn bị xong hết rồi. Hãy giúp anh đưa chú Triều về an toàn. Anh yên tâm, em sẽ làm. Nha đầu, trên đường đi cẩn thận. Yên tâm đi anh cả. Vậy em tiễn chú Triều đi đây. Được. Vậy từ biệt tại đây. Được. Bảo trọng. Bảo trọng. Chú Triều, chúng ta đi thôi. Đi thôi anh cả, em đi trước đây. Chú Triều, chuẩn bị xong hết rồi. Nào, cháu đỡ chú. Từ từ thôi. Vậy em cũng đi trước đây. Tiêu Dương, không phải là em vẫn luôn muốn gả cho anh sao? Anh bị điên hả? Mặt em đỏ kìa. Anh muốn hỏi cái gì? Đau, anh nói đi. Em buông tay trước đã, buông ra rồi anh nói. Đau lắm. Em còn dùng cả lực nữa hả? Anh cưới em. Anh đang nói thật sao? Đợi sau khi đánh cho quỷ Nhật chạy hết, em gả cho anh có được không? Vậy nhất định em phải đánh quỷ Nhật cùng với anh. Vậy sau khi đánh cho quỷ Nhật chạy hết thì em có thể gả cho anh sớm hơn một chút. Có điều nhiệm vụ trước mắt là em vẫn phải đưa chú Triều về nhà an toàn. Được rồi. Đi đường chậm thôi. Em biết rồi, sao gần đây anh hay nói giống như anh cả em vậy? Đi nào, đi đây. Dạo gần đây Hồng Nhật Tiến có báo cáo với cậu tin tức về bác thù dặn sinh không? Tôi đã bí mật phái người theo dõi, đồng thời báo cáo tình hình kịp lúc. Tạm thời vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì. Được. Lái xe. Dừng lại một chút.
Sao cảnh vệ trước phủ của Hồng Nhật Tiến lại đổi rồi? Cậu có phát hiện bên trong có điều gì không đúng không? Đại tá, sao chúng ta phải lén lút vào như vậy? Cảnh vệ ở cửa đã thay đổi, bên trong này cũng không có ai. Đây không phải là phong cách của Hồng Nhật Tiến. Vậy ý của ngài là đã bao lâu cậu không tận mắt trông thấy Hồng Nhật Tiến rồi? Đi, qua đó xem sao. Quan lớn, là thù vạn sinh. Tên tiểu tử đó Tạo phản rồi. Phải để đạn dược lại. Đây đều là bảo bối đấy. Biết chưa? Rõ. Nào nào. Nào bên này. Đến đây. Làm cho tốt để chống chảy nước. Nghe rõ chưa? Được, rõ rồi. Chỗ tôi sắp xong rồi. Bên cậu sao rồi? Chỗ tôi cũng khá rồi. Đại tá, nhận được tin báo Thừa Vạn Sinh đang ở miếu quan đế bên ngoài thành, tập trung một số lượng lớn người muốn tạo phản. Xin đại tá hãy phê chuẩn. Tôi dẫn người của mình đi quét sạch, tiêu diệt một lần. Thừa Vạn Sinh không phải là đối thủ bình thường. Tôi muốn tự mình dẫn người đánh dây bắt bọn chúng. Chú Triều đến rồi. Chú cẩn thận một chút. Nào, chậm thôi. Chú Triều, vậy nếu đã đến rồi, vậy cháu quay về đây. Không vào nhà uống nước à? Dạ không đâu. Sao vậy? Gấp quay về như vậy để gặp Tình Lan à? Chú Triều đừng nói vậy mà, xấu hổ quá đi. Thuận tay thuận chân thôi. Giúp chú Triều mang hòm thuốc này vào trong đi. Được. Đi thôi. Chú Triều, tại sao chú lại sống ở nơi quan du như thế này? Bình thường người đến tìm chú xem bệnh thì phiền phức biết mấy. Nhưng mà sống ở đây trong lành. Chú Triều, chỗ chú có nước nóng không? Không có thì cháu giúp chú đun nước. Chú Triều, chú Triều, chú Triều, chú Triều, sao chú nhốt cháu lại? Chú Triều, chú Triều, mở cửa đi. Nha đầu, cháu đừng trách chú. Đây là anh và vị hôn thê của cháu, cầu xin chú làm. Chú cũng là được người ta nhờ. Chú Triều, chú không thể nhốt cháu như vậy. Thả cháu ra đi.
Bên này là kho chứa dầu, đây là kho chứa đạn. Có khoảng 2 đội binh lính phụ trách trông coi. Đây là bộ tư lệnh, đây là trạm thông tin. Đại khái có một bộ phụ trách canh gác. Bên này là doanh trại. Chúng ta... tập trung quả lực, không thể để chúng chạy thoát một tên nào. Rõ. Khai pháo. Nghe âm thanh, hình như là truyền từ thành đông tới. Chết rồi. Khai pháo. Tấn công. Giết. Các anh em, bệnh của Ô Lan Tề tôi không tốt. Hôm nay bị Vũ Thái Quân dây ở đây. Chúng ta có sợ không? Không sợ. Không sợ cũng không sợ chết uổng. Một chút nữa hãy mở cửa ra cho chúng vào. Vào tên nào giết tên đấy. Vào một đội giết một đội. Chỉ có một chữ thôi. Giết. 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 Tập trung quả lực, hãy tấn công trực diện. Rõ. Tập trung quả lực, đột kích trực diện. Giết. Giết. Đại tá, quả lực của chúng quá mạnh. Người của chúng ta một khi tiến lại gần sẽ chết. Không sao. Cơm có thể ăn từ từ. Trận cũng có thể đánh từ từ. Khi ăn cơm xong thì cũng là lúc đánh trận xong. Đợi cho chúng hết đạn, lương thực không còn, vậy thì chúng ta sẽ như bắt cá trong chậu. Giết. Yeah.
Đạn. Trưởng quan, đạn của chúng ta hết rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Hết đạn rồi. Xem ra chỉ có thể đầu hàng thôi. Cái gì? Đầu hàng. Đúng. Đầu hàng. Được. Đầu hàng. Đại tá, bọn chúng đã đầu hàng rồi. Được. Bao vây bọn chúng. Hãy bắt sống cho ta. Khốn kiếp. Cái lũ người giả mang ngu ngốc. Rút. Rút. Ô Lăng Tề. Ô Lăng Tề. Ô Lăng Tề. Ô Lăng Tề. Hà Tĩnh. Đây là Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh.
người anh em. Người anh em. Tôi, Cố Triệu Lễ. Tôi, Cảnh Thế Thâm. Tôi. Danh tự. Hôm nay xin thề ở đây. Bắt đầu từ nay về sau, xóa bỏ hiềm nghi, lại làm anh em, cùng đánh giặc lùng, kề vai kháng địch, giết giặc, báo thù quốc gia, rửa hận máu. Không đạt được mục tiêu, quyết không dừng lại. Tôi.